Những thành tích từ các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia của em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh trường tiểu học Thanh Bình, thành phố Ninh Bình khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Em cũng là học sinh nhỏ tuổi nhất của tỉnh tham dự Đại hội Chống ăn Bác Hồ toàn quốc năm 2020 vừa được tổ chức tại Hà Nội. Bạn Phúc là một người học rất tốt, bạn cũng mang nhiều danh dự về cho trường qua các giải như Tiên học trẻ, Olympic. Bạn còn hay nghiên cứu các lĩnh vực khác và truyền lại kiến thức cho bọn em và chúng em rất yêu quý bạn. Đó là những lời nhận xét của các bạn cùng lớp dành cho em Nguyễn Khánh Phúc, là một học sinh giỏi toàn diện, cùng tố chất thông minh vốn có. Nhiều năm liền em đã giành được các giải thưởng lớn ở cấp tỉnh và cấp quốc gia như giải nhất hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2019, huy chương vàng kỳ thi cấp quốc gia giải toán qua Internet năm học 2019-2020, huy chương bạc toán tiếng Anh lớp 4 cấp quốc gia. Em Phúc là một trường hợp rất là đặc biệt. Em có khả năng tư duy rất là tốt và cái sự ham học hỏi của em cũng đạt đến mức đỉnh cao. Em tự tìm tòi nghiên cứu qua các loại sách báo, truyện rồi qua mạng. Gần nhất là cả khả năng thuyết trình của em cũng rất là tốt. Ngoài thành tích học tập đáng nể, Phúc còn là hạt nhân của trường với vị trí liên đội trưởng. Em luôn thể hiện khả năng lãnh đạo, chỉ đạo cũng như sự gương mẫu sáng tạo trong các hoạt động đội. Trường Thanh Bình là một trong những cái trường mà đặc thù học sinh rất là đông. Đấy, để điều hành được một hoạt động ngoại khóa của nhà trường thì điều yêu cầu là các khả năng điều hành phải nói là rất là tốt. Thì Nguyễn Khánh Phúc là một trong những bạn liên đội trưởng mà làm việc này để các em học sinh, các bạn học sinh ở dưới trường ấy thì tuyệt vời. Các em chăm chú vào cái việc mà điều hành của Nguyễn Khánh Phúc. Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng luôn in sâu trong tâm trí của cậu học sinh lớp năm này. Chính vì vậy, em luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình và tự giác trong học tập, rèn luyện theo lời Bác dạy. Công việc học hành của con thì con chủ động là chủ yếu. Rồi thi thoảng tranh thủ những lúc ví dụ như là về nhà thì có thể hỏi nhanh xem là cái hôm nay con ở lớp thì học hành như nào. Thế hoặc là các cuộc thi thì nó đến như nào rồi thì định hướng cho con thôi. Trong cuộc sống thì con luôn cố gắng thực hiện tốt điều Bác Hồ dạy. Và nhưng mà con vẫn muốn sau này con sẽ thực hiện tốt hơn nữa. Để mình không những là mình ở một cái giới hạn ở mức là mình học căn bản, mình còn học nâng cao. Để mình hiểu rõ về ví dụ học toán thì mình sẽ hiểu rõ về các dạng toán khó hơn. Con cũng rất là thích nghiên cứu về khoa học, về máy tính. Và con đã mơ ước để sau này trở thành một lập trình viên giỏi. Với tinh thần không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập và những thành tích đã đạt được, em Khánh Phúc xứng đáng là niềm tự hào của gia đình, của nhà trường, là tấm gương sáng để các bạn học tập noi theo và là một bông hoa nhỏ trong vườn hoa chóng ngoan Bác Hồ.